Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tháng tại server S743. Và cái trận tâm ma tháng này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Nhung Hoài. Chuẩn bị có giao tranh tại khu vực số 5. Chúng ta có chiêu cuối luyện ngục đoạt phát và tàn kiếm lao vào để dồn combo nữa anh em ạ. Như vậy là mình rất nhanh chóng xử lý được một team treo tại khu vực số 5. Và hôm nay đội hình tâm ma tháng của chúng ta sẽ có Thiên Nhẫn thức tỉnh, Tàn Kiếm thức tỉnh và Trường Ca. Rồi, team này nếu mà anh em quýnh tốt, cover tốt, chết map tốt thì chúng ta khả năng win rất cao nha anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta cần di chuyển về khu vực số 6 nào. Đây là một team hình như là Tàn Kiếm cầm tay anh em à. Trong khi đó mình thấy có Sung Tiêu và Cung Lôn không biết như thế nào. Chúng ta quyết định di chuyển sang khu vực số 15, cẩn thận. Có Thuận Trường Ca, nhưng Thuận đã rất nhanh chóng bị phá vỡ này mà. Minh Giáo, à không, Thiên Nhẫn chúng ta đã yêu máu. Nhưng mà Tàn Kiếm với Trường Ca chúng ta vẫn còn full máu. Tình huống vừa rồi thì Thiên Nhẫn đã bị phản đòn rất nhiều. Một Tiêu Dao đã lóc được Trường Ca rồi, có cả Nga Mi và Thiên Vương nữa. Như vậy là Thiên Nhẫn cần phải tìm đường rút lui. Trường Ca vừa đánh vừa lui nào, Tàn Kiếm vẫn đang quẩy rất nhiệt tình. Cả hai thành viên chúng ta không biết có rút lui thành công hay không. Cần một cái luyện ngục đột phách ngay cửa anh em ạ. Không, Thiên Nhẫn đã không luyện ngục mà chúng ta quyết định farm lính để hồi máu. Rồi, tiếp tục farm thôi anh em ơi, cẩn thận nha. Bên kia là Nga Mi, Thiên Vương và Tàn Kiếm, họ có khả năng hồi máu rất tốt. Điều bây giờ đó là Trường Ca chúng ta sẽ có thêm một quyển bí kíp để hỗ trợ hồi máu cho team của mình. Chúng ta đang ở trạng thái bị cô lập, cẩn thận, gần hết thời gian ẩn thân anh em à. Rất may là Thiên Nhẫn chúng ta đã có được một viên hồi phục máu rồi. Bây giờ thì mình farm tiếp đi anh em ơi, hay là chết tài nguyên. Một cái quần thể kim cang nào, bạo kích cũng được. Rất tiếc đó là tấn công. Rồi, tiếp tục bật cẩn thận và chúng ta di chuyển sang khu vực số 6. Quyết định chơi khô máu, cẩn thận nha. Hai con hệ thổ rất khó chịu nha anh em ơi. Có chiêu cuối rồi, đang phản đòn rất là nhiều. Tàn Kiếm chúng ta đang tạo đam anh em ạ. Thiên Nhẫn tiếp tục hỗ trợ, Tàn Kiếm bật phong tháp vân cảnh lên rồi. Trường Ca ơi, quýnh nhiệt tình vô, quýnh nhiệt tình vô. Vẫn còn Cung Lôn nha anh em ơi. Hiện tại Trường Ca đã tuột máu. Tình huống này Thiên Nhẫn không thể nào hỗ trợ được cho đồng đội anh em ạ. Nhưng phải nói là hai người đồng đội chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã xử lý được các ạc treo tại khu vực số 6. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Đó là mua đồ tại thượng nhân. Trường Ca, có vân sinh cứ hải chưa nào? Bật Thuận lên. Farm, hồi máu anh em ạ. Quá tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta đã có được khả năng hồi máu nhưng có team khác xuất hiện, có Tiêu Dao và Vạn Hoa. Đánh hay chạy? Hiện tại thì Tàn Kiếm đã bật được tâm kiếm rồi Trường Ca. Trường Ca cũng đã rút lui thành công anh em ạ. Rồi, cẩn thận nha, đội bạn khả năng sẽ di chuyển sang khu vực số 5 nếu như họ hồi phục combo. Nhưng mà Tàn Kiếm chúng ta đã mất phong tháp vân cảnh. Cuối cùng thì chúng ta đã mở thành công được ảo tượng và Trường Ca có một cái quần thể kim cang. Di chuyển Trường Ca ơi, bật lên, đúng rồi, bật Thuận và chúng ta di chuyển sang khu vực số 6. Trường Ca đã chết map trước. Chúng ta đang cố gắng di chuyển qua. Như vậy khả năng đội bạn đã rút lui trở lại khu vực số 7. Và các thành viên chúng ta quyết định di chuyển trở lại khu vực số 5 để mở rương. Và anh em thấy là ảo tượng khu vực số 7 cũng đã được mở rồi. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta cần phải nâng lực chiến trước team mình. Bây giờ từ từ thôi anh em, chờ vòng 2 đi, Thiên Nhẫn khỏe lên lúc đó mình quét map cực kỳ mạnh anh em ạ. Anh em thấy nãy giờ là team mình có những sự phối hợp rất tuyệt vời. Chúng ta tiếp tục up sang khu vực số 17. Một Tàn Kiếm treo và một bả đao. Quá gọn cho Thiên Nhẫn của mình. Và anh em thấy là sau khi ảo tượng xuất hiện, chúng ta chỉ còn có 12 đội trong bản đồ tâm ma. Bản đồ tâm ma hiện tại vẫn chưa phát hiện một môn phái thiên tâm nào anh em ạ. Tiếp tục bật ẩn thân và chúng ta di chuyển sang khu vực số 16. Đây đây, Tàn Kiếm và Thiên Vương Nga Mi. Rồi rồi, lũng keo, không phải Tàn Kiếm mà là Tiêu Dao. Tiêu Dao, Thiên Vương Nga Mi. Mình đang có ưu thế mà anh em, có qua chơi khô máu không? Cả thành viên chúng ta đang chờ hồi phục kỹ năng và mình tin chắc là anh em sẽ còn quay trở lại khu vực số 16. Tàn Kiếm đã đi đâu rồi? Cẩn thận, Tàn Kiếm chúng ta mất phong tháp vân cảnh. Thiên Vương ngã xuống anh em à. Có lẽ là Nga Mi với Tiêu Dao đã rút lui.
Rồi, tài nguyên mới xuất hiện luôn. Và chúng ta tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên. Rồi, nhường cái đó lại cho trường ca hoặc tàn kiếm anh em ạ. Trường ca đã được thừa hưởng một cái tăng giáp. Một team treo tại khu vực số 18, lụm gạo liền nè, kiếm thêm đồ nè bà con ơi. Đó, dùng combo chặt, bực 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 liền. Phải nói là ngũ độc rất khó chịu. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại khu vực số 17. Rồi, farm lính hồi máu anh em ơi, trường ca đã bật thuẫn lên rồi, nhưng rất tiếc cái thuẫn này hơi bị xịt anh em ạ. Chỉ còn vài giây cuối cùng của vòng số 1 và hiện tại anh em thấy là trong bản đồ chúng ta chỉ còn có 6 đội thôi, đúng là trận tâm ma tháng cực kỳ căng. Wow, các team đã quét map rất nhiệt tình. Và không biết 6 đội còn lại đó là những môn phái nào. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi và chúng ta hãy hẹn 5 đội còn lại tiến về vòng 2 nào. Rồi, không biết nó phái gì luôn. Trước mắt anh em thấy có con Minh Giáo nè. Kẹo này hơi khoai nha anh em ơi. Nếu mà có Thiên Tâm thì như thế nào nhỉ? Team mình anh em nghĩ chơi lại Thiên Tâm không? Có tàn kiếm, có trường ca. Hy vọng là Thiên Nhận chúng ta sẽ rút lui thành công. Đây, Minh Giáo đang cố gắng farm. Có chiêu cuối rồi. Minh Giáo có bật Quỷ Thiên không? Không có Quỷ Thiên, có Quỷ Thiên rồi. Chúng ta đuổi theo và chuẩn bị có tử vong hồi toàn. Như vậy Minh Giáo đã ngã xuống và mình thấy đang có thương nhân tại khu vực số 4 anh em ạ. Các thành viên của mình có lẽ sẽ chờ hồi phục lại kỹ năng. Một pha bắt thiên nhẫn rất quyết đoán của các thành viên trong team chúng ta. Rồi cục máu luôn kìa, chóng. Ui có tim, cẩn thận rồi, trường ca mình đang yếu máu rồi. Wow, bị úp đến từ khu vực nào, đó là khu vực số 4 anh em ạ. Võ Đan đang cố gắng đuổi theo trường ca. Thiên nhẫn hỗ trợ trường ca, tàn kiếm vẫn đang có mặt tại khu vực số 14, trường ca quay trở lại rồi. Chúng ta cần phải rút lui anh em ạ. Tàn kiếm đã bị lụm rồi anh em ơi, rất tiếc. Tàn kiếm đã ngã xuống. Tình huống đó giá như tàn kiếm có thể quay về khu vực số 15 thì có lẽ tàn kiếm đã an toàn. Bây giờ chúng ta đã mất một môn phái có khả năng tăng và tạo đam rất tốt trong team. Và điều bây giờ mình đang lo lắng đó chính là trường ca anh em ơi. Trường ca kết hợp với thiên nhẫn, một sự kết hợp chưa từng thấy. Được một chiến tích vang dội. Hy vọng là anh em có thể làm được điều đó. Team đội bạn đang có mặt tại khu vực số 4. Chúng ta bắt tàn kiếm hay không? Bắt tàn kiếm rồi, bắt tàn kiếm Võ Đen. Như vậy là chắc một chiêu không xin nhê đâu nơi, bởi vì trường ca có giáp. Bây giờ trường ca chúng ta đang có mặt tại khu vực số 6. Tình huống này thì trường ca phải tự lo bản thân của mình. Nếu như thiên nhẫn mãi mê theo trường ca thì chắc chắn là chúng ta rất khó để có thể chủ động được cái trận tâm ma này em ơi. Trường ca đang có mặt tại khu vực số 15 và thiên nhận chúng ta tiếp tục chết map. Vẫn là 5 đội. Chúng ta chỉ giảm đi một đội trong bản đồ này, đó chính là Minh Giáo. Theo mình suy đoán khả năng hai team gặp nhau rất cao tại khu vực số 3. Bây giờ thiên nhận tiếp tục di chuyển chết tài nguyên anh em ơi. Vẫn còn 2 team 3 trong bản đồ này. Và mình tin chắc vẫn còn nhiều hơn. Trường ca chúng ta vẫn đang có mặt tại khu vực số 5. Mình nghĩ trường ca nên di chuyển về đến khu vực số 7 để có sự hỗ trợ chết map từ phía thiên nhẫn. Như vậy trường ca sẽ tránh bị úp bất ngờ hơn anh em ạ. Ảo tượng chuẩn bị xuất hiện rồi anh em ơi. Thiên nhẫn chúng ta tiếp tục di chuyển và chúng ta lại có một Minh Giáo lẻ đến từ khu vực số 21. Rồi. Quỷ Thiên đâu? Quỷ Thiên liền đã bật búp nhưng không, Quỷ Thiên rất tỉnh anh em ạ. Chúng ta di chuyển về đến khu vực số 6 và có tàn kiếm đây rồi. Tàn kiếm này Thiên Vương không, đó là ba đao, một mình dám mở ảo tượng. Rồi, ba đao xác định ra đi. Sao mà thoát khỏi anh em ạ? Ui, tình huống đó anh em thấy mình cũng tốn khá nhiều máu để kết thúc được ba đao nha anh em ơi. Như vậy là trường ca chúng ta đã mở được ảo tượng tại khu vực số 6 và thiên nhận đang cố gắng hồi phục máu. Thôi mình chạy ra cho trường ca quẹt cái thuẫn lên anh em ơi. Dồi, quẹt thuẫn chi vậy? Từ từ, pham, chọt liền. Vẫn còn hiệu quả hồi phục máu. Một viên máu tại khu vực số 16. Bây giờ anh em thấy là mình còn 4 đội.
không biết là những team 3 họ đang như thế nào anh em ạ. Chúng ta tiếp tục di chuyển để check map. Đây có một Minh Giáo lẹ, bắt Minh Giáo rồi, dồn đam và Minh Giáo đã không kịp lên Hủy Thiên. Như vậy Minh Giáo đã ngã xuống và số đội trong bảng Dota 2 chúng ta chỉ còn có 2 đội thôi anh em ơi. Các team đã có sự giao tranh với nhau rồi. Chắc chắn là team Vàng Hoa đã giao tranh với team Võ Đan Tàn Kiếm. Chúng ta tiếp tục ẩn thân. Và anh em cần phải chết về khu vực số 1, cẩn thận có team Vàng Quát anh em ạ. Đấy rồi, mình đã thấy Trường Ca, Võ Đan và hình như có cả Tàn Kiếm nữa. Đây sẽ là một kèo khó cho anh em và họ đang ăn con boss thủ lĩnh tại khu vực số 1. Bây giờ Thiên Nhẫn chúng ta sẽ cần thuẫn của Trường Ca để dồn đam vào team bên kia anh em ạ. Có bạo kích rồi, có quân thể Kim Cang tuyệt vời. Trường Ca có hỗ trợ từ khu vực số 4 hay không? Chúng ta di chuyển sang, có cái tấn công kìa, không kịp ăn rồi. Chiêu cuối dính Trường Ca rồi, bắt Trường Ca, bắt chết Trường Ca luôn. Có điểm hạ gục hay không? Trường Ca đã nhảy, chúng ta có tử vong hoàn toàn, kết thúc được Trường Ca thì là bạn Tàn Kiếm đã quay trở lại. Lần này thì Tàn Kiếm héo rồi nè mà, bởi vì Tàn Kiếm không còn sự hỗ trợ đến từ Trường Ca. Thiện Nhận chúng ta đã ẩn thân. Đó là Tàn Kiếm trảm nhạc, hiện tại Tàn Kiếm đang bắt Trường Ca. Tàn Kiếm đã có phong tháp vân cảnh, Trường Ca có thể chạy được hay không anh em ạ? Rất khó, Thiện Nhận chúng ta vẫn chưa có chiêu cuối. Như vậy là Trường Ca đã ngã xuống rồi, đáng tiếc quá anh em ơi. Quá nhỏ tình huống đó, giá như Trường Ca có thể lên ngựa và thoát được thì chúng ta vẫn còn hai thành viên. Nhưng không sao, đội bạn đã mất đi Trường Ca. Kiểu này nếu như Thiên Nhẫn chúng ta chắc tay combo chuẩn thì khả năng Tàn Kiếm sẽ bị xử lý rất nhanh chóng và tiếp tục đó là Võ Đan anh em ạ. Như vậy thời gian của vòng số 2 chúng ta chỉ còn khoảng vài giây nữa. Và đội bạn đã mất đi một trợ thủ hỗ trợ cực kỳ tốt cho team. Rồi, có lẽ Thiên Nhẫn sẽ dùng những giây phút cuối cùng để farm lính và hồi phục lại lượng máu cho bản thân của mình. Chờ vòng số 3 thôi anh em ạ. Trận này mình không thấy bóng dáng của một Thiên Tâm. Wow, chạm mặt rồi, chúng ta đã bị khống chế, ẩn thân được không, ẩn thân được không? Đã lên 7x và Thiên Nhẫn chúng ta đã rút lui thành công. Một lượng máu rất lớn đã phải tổn thất. Bây giờ Thiên Nhẫn cần phải farm lính và hồi phục máu anh em ạ. Đội bạn vẫn không dám tích lẻ. Không, đội bạn đã tích lẻ để tìm kiếm Thiên Nhẫn rồi. Đây là cơ hội chụp liên không được. Tiếc quá anh em ơi, phát chụp đã không dính vào đan. Tình huống đã dính vào đan, chắc chắn vào đan sẽ lên vài điểm số. Tiếp tục có máu, rất may mắn cho anh em. Và chúng ta tiếp tục xuống ngựa để bật ẩn thân. Bây giờ anh em đón cho mình cái này nha, để coi là Tàn Kiếm sẽ lên bảng điểm số trước hay là Võ Đan. Thật ra thì với hai môn phái này, mình nghĩ Võ Đan sẽ dễ bị sốc đam nhiều hơn Tàn Kiếm. Khi đã bật được phong tháp vân cảnh thì rất trâu, và chưa kể đó là Tâm Kiếm. Họ đang có mặt tại khu vực số 8, chúng ta chạy map rất hay anh em ạ. Đội bạn không thể nào làm gì được chúng ta. Như vậy là mình đã thoát thân một pha rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cần bật cẩn thận lên, xác định mục tiêu. Thiên Nhẫn bây giờ anh em biết chúng ta vẫn còn thiếu gì không anh em ơi? Đó chính là một cái bạo kích. Đấy rồi, có quân. Ây trời ơi, không có bạo kích mà có quân thì thôi. Tàn Kiếm xác định rồi, lên 7x luôn nè. Võ Đan chạy đi, tình huống này quánh đấm gì nữa. Chuẩn bị, dùng đam. Vẫn còn ẩn thân anh em ạ, bật cẩn thận lên. Tàn Kiếm lên ngựa đi đâu nào, đi đâu nào. Tàn Kiếm đang cố gắng chạy, tử vong không trúng, tử vong một cái nữa, vẫn không nhảy đam. Thất bại rồi anh em ạ. Võ Đan chắc chắn đã hồi phục lượng máu, nhưng Tàn Kiếm thì khó hơn. Chúng ta đang chờ hồi phục lại kỹ năng ẩn thân. Tàn Kiếm bây giờ có lẽ đang đâu đó tại khu vực số 2 chăng? Có bạo kích rồi anh em ạ. Lần này thì Tàn Kiếm xác định ra đi nha. Đây rồi, bắt Võ Đan trước. Như vậy là Võ Đan cả Tàn Kiếm đã ra đi cùng một lúc. Phải nói là quá khó chịu với Thiên Nhẫn. Và như vậy là trận tâm ma tháng đã kết thúc rồi anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý cái trận tâm ma tháng này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.